Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô và các con sẽ học một bài toán rất là thú vị, đó là bài làm quen với chữ số La Mã. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta, thứ nhất là sẽ giới thiệu về các chữ số La Mã và thứ hai là làm bài tập vận dụng. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Các con đã học về bài xem đồng hồ rồi và các con sẽ thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều loại đồng hồ. Trên mặt đồng hồ có thể là có những số tự nhiên như thế này, hoặc một số đồng hồ trên mặt đồng hồ của nó sẽ ghi các chữ số La Mã. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là các chữ số La Mã. Các con biết không, chữ số La Mã có từ thời cổ đại. Hiện nay chúng không còn được sử dụng rộng rãi nữa, nhưng mà người ta vẫn sử dụng nó để tính thế kỷ, hoặc là sử dụng trong các sự kiện chính trị như là đại hội đảng, các nhiệm kỳ của các nguyên thủ quốc gia. Và đặc biệt là nó thường hay xuất hiện trên mặt đồng hồ. Và nhìn vào hai đồng hồ này, các con đoán được là đồng hồ chỉ mấy giờ không nào? À, đúng rồi, đồng hồ chỉ 9 giờ. Và để giúp các con phần nào coi đồng hồ được tốt hơn, thì cô sẽ giúp các bạn đọc được các chữ số La Mã nhé. Để đọc được các chữ số La Mã, các con phải nắm được 3 chữ số La Mã căn bản như sau. Chữ số đầu tiên, đố các con chữ số này là số mấy? À đúng rồi, đây là số 1. Số 1 được ký hiệu là chữ Y in hoa. Các con đọc là 1. Tiếp theo đây là số 5. Số 5 được ký hiệu là chữ V in hoa. Các con đọc là 5. Chữ số tiếp theo là số 10. Số 10 được ký hiệu là chữ X in hoa. Đây là 3 chữ số La Mã căn bản mà các con cần phải nắm được. Các con nhắc lại cho cô nè. 1, 5, 10. Từ 3 chữ số căn bản chúng ta vừa mới học, từ đó chúng ta sẽ ghép lại với nhau để tạo thành các số còn lại nhé. Ta có số 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về số 2. Theo các bạn thì số 2 được viết như thế nào? À, số 2 được viết bằng cách ghép bởi hai chữ số 1. Nghĩa là các con sẽ viết hai con chữ Y in hoa liền kề nhau. Đây được gọi là 2. Các bạn nhắc lại cho cô, 2. Tương tự như vậy, số 3 cũng sẽ được ghép bởi 3 con chữ số 1. Khi các con viết, các con sẽ viết là 3 chữ Y in hoa, đọc là 3. Còn số 4 thì sao nào? Số 4 có giống như số 3 là mình viết 4 con chữ số 1 ở đây không? À, thực ra là không nhé. Các con chữ số 1 này không được viết quá 3 lần. Vậy số 4 được viết như thế nào? Số 4 nhỏ hơn số 5 một đơn vị, nên khi viết cô sẽ viết số 1 ở phía trước và chữ số 5 ở phía sau. Nghĩa là khi các con viết, các con sẽ viết chữ Y in hoa đứng trước và chữ V in hoa phía sau. Đây được gọi là số 4. Số 6 tương tự như vậy, số 6 sẽ được ghép bởi con chữ số 5 đứng trước và số 1 đứng sau. Đây là số 6. Tương tự như vậy, số 7 được ghép bởi con số 5 và số 2. Đây được gọi là số 7. Số 8 tương tự như vậy, các con sẽ viết số 5 ở phía trước và số 3 ở phía sau. Đây được gọi là 8. Còn số 9 thì sao nào? Vì số 9 nhỏ hơn số 10 một đơn vị, nên khi viết, chúng ta sẽ viết chữ số 1 ở phía trước và số 10 ở phía sau. Đây được đọc là 9. Số 11 tương tự như các số còn lại, các con sẽ viết là số 10 đứng trước và số 1 đứng sau. Đây được gọi là 11. Số 12 chúng ta sẽ ghép bởi con số 10 và số 2, 12.
Tương tự như vậy, 13 các con sẽ viết số 10 đứng trước và số 3 đứng sau tạo thành 13. 14 các con sẽ viết số 10 với số 4 là 14. 15 các con sẽ viết số 10 và số 5 là 15. 16 con sẽ viết số 10 với số 6 tạo thành số 16. 17 con viết số 10 ở trước và số 7 ở phía sau là 17. 18 con sẽ viết số 10 và số 8 là 18. Tương tự, 19 con sẽ viết số 10 và số 9. Vậy còn số 20 thì sao nào? Số 20 sẽ được viết như thế nào? À, số 20 chúng ta sẽ viết bởi hai chữ số 10 ghép lại với nhau đọc là 20. Số 21 thì mình sẽ viết số 20 đứng trước và số 1 đứng sau sẽ tạo thành số 21. Tương tự các số còn lại các con có thể ghép lại với nhau để tạo thành các chữ số được chưa nào? À, vậy các con hãy nhắc lại cho cô các chữ số La Mã mà chúng ta vừa hình thành được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 và 21. À, nhìn vào các con số này các con đã có nhận xét gì về cách thành lập số nào? À, khi mà các con viết số 1 vào phía bên trái một số để chỉ giá trị ít hơn một đơn vị như số 4 và số 9. Các con nhớ nha, số 1 viết bên trái thì nó sẽ chỉ giá trị ít hơn một đơn vị. Còn khi các bạn viết số 1, 2, 3 vào bên phải một số sẽ chỉ giá trị tăng thêm 1 hoặc 2 và 3 đơn vị. Đây là cách viết các số La Mã. Các con hãy ôn lại những các chữ số La Mã căn bản và từ đó không hãy viết lại các số mà cô vừa hướng dẫn con nhé. Hẹn các con vào bài tập ngày hôm sau.